ta sẽ có một bài. Lưu ý là chúng ta sẽ có 3 bài. Các em lưu ý nghe, chúng ta sẽ có 3 bài thi. Thì hiện nay thì chúng ta đã có cái thời khóa biểu rồi, có nghĩa là có lịch thi rồi. Thì tùy theo môn học thì có môn học là liên quan tới vấn đề là tiểu luận. Tuy nhiên thì hai môn của mình là tự luận, có nghĩa rằng là chúng ta thi giống như là trên trường. Thì có được trước bạn Tiến thì có gửi mail cho mình hỏi rằng là nếu mà lịch thi là 90 phút thì là thi theo cái kiểu rằng là Google Meet hay là mình chỉ post bài trên LMS để mà chúng ta làm trong cái khoảng thời gian cho phép mà thôi. Thì thực ra thì mình có hỏi ở trên khoa thì tùy thuộc vào mỗi thầy cô. Thì thực ra thì những cái môn của mình, các em lưu ý nghe, mỗi môn thì tùy thuộc vào thầy cô. Có thầy cô thì người ta sẽ bắt các em là Google Meet, có nghĩa là chúng ta phải ngồi, tất cả đều mà phải bật màn hình lên làm. Còn thực ra thì môn tôi thì tôi cũng không có bắt buộc làm cái vấn đề đó, tại vì vấn đề là dù gì thì cũng đã làm thi online rồi. Với cái thứ hai là đề mở thì thực ra thì giờ chẳng hạn như là bài thi thì mình sẽ up lên cái phần mềm hệ thống LMS và chúng ta lên đó chúng ta làm. Thì cái khoảng thời gian các em lưu ý, khoảng thời gian thì một cái đề thi là 90 phút. Tuy nhiên thì để tránh cái trường hợp là trong quá trình làm bài chúng ta bị hoặc là trong quá trình làm xong chúng ta gửi bài không được vì lý do nào đó, chẳng hạn như là bị đứt quãng về internet hay cái gì đó, đúng không ạ? Thì mình có thể gia hạn cái thời gian cho các em nộp bài dài ra. Các em lưu ý nha, thi thì chúng ta vẫn phải đúng giờ, có nghĩa rằng là cái môn quản trị cung ứng làm theo lịch là chúng ta khi nào thi ta? Chúng ta có lịch chưa? Dạ ngày 5 tháng 8. Ngày 5 tháng 8 mấy giờ thôi? Mình cũng chưa coi lịch lắm. Ngày 5 tháng 8 sáng hay chiều vậy Nguyên? Dạ 9 giờ sáng rồi. 9 giờ sáng hả? Thì nôm na thì 9 giờ sáng các em sẽ bắt đầu làm. Nhớ nha. 9 giờ sáng các em sẽ bắt đầu làm, có nghĩa là cứ theo lịch của trường. Thì một cái đề mình nói rồi là nó chỉ gói gọn trong 90 phút thôi, có nghĩa rằng là cái hàm lượng các cái bài toán mình ra cho các em thì thực ra là nếu mà chúng ta, tại vì vấn đề là các em sẽ làm trên Excel và mỗi bài thì nếu mà các em đã theo đúng cái hướng dẫn của mình thì tôi lấy ví dụ như mỗi bài thì chúng ta chỉ mất khoảng từ 10 đến 15 phút là chúng ta xong. Thì chúng ta nôm na chúng ta có 3 bài, tôi sẽ ra cho các em 3 bài. Một bài thì tí nữa mình sẽ nói chi tiết về những cái bài nào. Thì 90 phút nhưng mà mình sẽ nâng lên cái khoảng thời gian là từ 9 giờ đến để mình coi thử là mình không biết là để khoa nó có chấp nhận hay không. Khoa không chấp nhận thì tôi cũng không, nhưng mà vấn đề là tôi sẽ nâng từ 9 giờ cho đến ít nhất là 11 giờ, có nghĩa là chúng ta sẽ phải có 2 tiếng để chúng ta hoàn thiện cái bài đó và chúng ta gửi cho mình. Có nghĩa rằng là mình đã trừ hao khoảng 30 phút liên quan tới vấn đề là trục trặc do vấn đề đường truyền. Còn mà nếu mà được nữa thì chắc là tôi nghĩ rằng làm khoảng 2 tiếng thôi là các em có thể làm hết được những cái bài của tôi và gửi cho tôi một cách là ngon lành rồi. Nó cũng chẳng bị ảnh hưởng gì đâu. Tôi nói lại là nếu mà các em theo cái hướng dẫn của mình ở đây thì thực ra thì đa số các cái bài thi thì nó cũng giống như là những cái bài mà thực hành thì mình đã gửi cho các em hết rồi. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là có thể là số liệu nhiều hơn một tí. Chẳng hạn như là thay vì là tôi lấy ví dụ như cái tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có một cái bài liên quan tới cái mô hình đặt hàng động Winner Winning. Tuy nhiên thì cái bài đó thì nó sẽ là kết hợp của nhiều cái trường hợp lại. Đó là lý do tại sao mình gửi cho các em cái bài thực hành 2 này. Là cái bài thực hành mà chúng ta thấy rằng là ở đây tôi để 4 trường hợp, chẳng hạn như là basic là cái mô hình cơ bản nhất, rồi limited lot size có nghĩa rằng là gì, giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng. Thì khi mà các em click vào đó, các em mở cái bài thực hành 2 chưa? Các em đã nhận được, hôm qua mình có gửi cho bạn Nguyên á. Chúng ta đã nhận được chưa? Các bạn đã nhận được bài của mình chưa? Nghe rồi ạ. Rồi các bạn mở ra đi. Thì cái bài này thì cái về cái số liệu nó cũng khác với lại cái bài thực hành 2, và các cái trường hợp thì nó cũng khác.
À, mình nói rồi cái bài trước á, mình gửi cho các em là mình tách riêng ra từng trường hợp. Còn ở đây là mình sẽ kết hợp lại, chẳng hạn như là chúng ta thấy không, chúng ta mở ra cái từ basic có nghĩa là cơ bản đó, là cái mô hình chung. Thì cái mô hình chung thì nó cũng giống như là cái mô hình của cái bài thực hành hai chúng ta áp dụng vào thôi. Rồi cái phần thứ hai nó gọi là giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng, limited lot size, thì ở trong khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta cũng thấy. Còn ở cái trường hợp 3 và 4 thì đó là sự kết hợp, chẳng hạn như là các em sẽ thấy rằng là cái trường hợp 3 thì mình sẽ kết hợp là giữa hai cái yếu tố, chẳng hạn như là giới hạn về kích thước lô đặt hàng và giới hạn về cái dung tích chứa hàng của kho hàng của người bán, của người mua. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong đó kết hợp, thực ra thì nó cũng 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 khi mà chúng ta đọc ra, các bạn tham khảo ở trên cái phần mà cái mô hình mà mình để một bên đó, thì các bạn sẽ thấy. Và cái phần thứ ba là mình kết hợp giữa ba cái trường hợp lại với nhau, chẳng hạn như là giới hạn về kích thước lô đặt hàng, rồi giới hạn về dung tích chứa hàng của kho hàng của người mua, đúng không ạ? Và budget ở đây là gì? Giới hạn về ngân sách mua hàng. Thì mình để có nghĩa là gì, kết hợp thì các bạn sẽ thấy rằng là gì, khi mà đây là cái phần nâng cao, thực ra là cái phần nâng cao của cái mô hình đặt hàng đồng, Winner và Win Team. Và thi á, các bạn lưu ý rằng là gì, nhớ nha, chúng ta sẽ có một bài, trong ba bài thì chúng ta sẽ có một bài, bài đó thì nó liên quan tới cái bài bài một á, thì nó liên quan tới mô hình đặt hàng đồng. Thì mình kết hợp, các em lưu ý rằng là gì, mình kết hợp của ba cái trường hợp này lại, chẳng hạn như là có thể rằng là gì, không có giới hạn kích thước lô đặt hàng nhưng mà sẽ có giới hạn về dung tích chứa hàng, hoặc là gì, giới hạn về ngân sách mua hàng. Thì thực ra thì nó cũng giống nhau thôi. Thì các em ở đây là mình đưa cho các em một cái mô hình nó nâng cao. Và khi thi á, thì các em lưu ý rằng là gì, chúng ta sẽ làm dựa trên cái vấn đề là gì, mình sẽ đưa ra một cái đề tổng hợp. Còn vấn đề là về số liệu thì nó cũng không có khác gì mấy đâu. Chẳng qua mình chỉ sai thay đổi số liệu, và quan trọng là cái gì, các cái bước mà chúng ta làm, thì các em lưu ý rằng là gì, các bước khi mà chúng ta làm thì cũng giống như là khi mà chúng ta làm bài kiểm tra, các em phải ghi rõ cho mình 4 bước. Thì cái bước mà cuối cùng là cái bước mà chạy cái solver. Thì các em lưu ý rằng là gì, chúng ta làm, chúng ta sẽ gửi cho mình bác Excel, thì bên cạnh các em sẽ gì, triển khai cho mình 3 bước giống như những cái bài ta thực hành một và thực hành hai á, đặc biệt là thực hành hai chúng ta đã triển khai. Thì hầu hết chúng ta đều, chẳng hạn cái bài thực hành hai thì tôi thấy rằng là cái bài kiểm tra hai thì đa số chúng ta đều làm được. Một số bạn thì các em lưu ý như thế này, một số bạn khi chạy thì nó ra số âm, thì tôi đảm bảo rằng là nó là sai. Tại vì không không có nghĩa là, chẳng hạn như các chi phí, là chẳng hạn như là tôi thấy một số bạn chạy ra cái chi phí đặt hàng, cái chi phí mua hàng nó bị âm, điều đó có nghĩa rằng là gì, các cái ràng buộc của chúng ta nó, chúng ta phải xem lại. Thì mình cũng sẽ gửi cho các em, tí nữa mình cũng sẽ gửi cho các em cái bài kiểm tra, cái gọi là đáp án á, để cho chúng ta coi. Và đa số tôi thấy rằng là tất cả các bạn thì đều có một cái đáp án đúng. Chẳng hạn như là về giới hạn lô đặt hàng thì chúng ta có một cái kết quả là 510 mấy đó, đúng không? Còn vấn đề là không giới hạn thì 648, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà đa số thì tôi kiểm tra thì chúng ta đều làm được. Chỉ có một số bạn thì chúng ta phải coi lại, chúng ta phải coi lại coi thử rằng là khi đó, lý do tại sao mà tôi nói rồi, cái này khi mà triển khai trên cái phần mềm Excel Solver á, thì có một cái đặc điểm mà chúng ta không cần phải tính toán giống như là bằng tay, rất là phức tạp, đúng không ạ? Tuy nhiên nó có một số các cái chú ý, chẳng hạn như là đặc biệt là liên quan đến cái ràng buộc, cái ràng buộc mà chúng ta chẳng hạn như là thiếu hoặc là thừa hoặc là không đúng thì dẫn đến là kết quả nó sẽ không đúng đâu. Do đó các bạn lưu ý. Thì ở đây thì các bạn mở cái bài thực hành đây ra chưa? Mình mở ra to ra một tí. Thì ở đây mình phân ra làm 4 trường hợp, chẳng hạn như là thực hành hai thì cái trường hợp này thì nó không nói rồi, đúng không ạ? Là mô hình đặt hàng động Winner và Win Team. Thì chúng ta thấy rằng là đây là cái mô hình cơ bản. Mô hình cơ bản thì nó có những cái giả thiết cũng như là những cái tham số biến quyết định hàm mục tiêu. Thì chúng ta đã đợt trước tôi đã giới thiệu cho các em rồi. Và ở đây thì tôi có để cái bài mà tôi đã triển khai rồi, chẳng hạn như là
Y chang như mọi bữa thôi, chẳng hạn như là biến quyết định gồm có những chúng ta dựa trên cái các em lưu ý như thế này. Một số bạn nếu mà bật trước không tham gia được thì chúng ta cũng cần lưu ý. Chẳng hạn như là bao giờ chúng ta cũng phải thực hiện bốn bước đúng không? Bước một đầu liên quan đến vấn đề là gì? Xác định các biến quyết định. Thì các biến quyết định ở trong cái mô hình đặt hàng đầu của Winner và Winteam, tí nữa chúng ta sẽ thực hành liên quan tới vấn đề là lựa chọn nhà cung cấp. Thì thực ra lựa chọn nhà cung cấp thì nó cũng dựa trên cái mô hình đặt hàng đầu Winner và Winteam mở rộng. Nhưng mà có một cái đặc điểm ở chỗ như thế này. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì, đối với cái trường hợp thực hành hai liên quan đến vấn đề là mô hình đặt hàng đầu Winner và Winteam, thì chúng ta thấy là gì, tất nhiên rồi, ở đây chúng ta thấy là gì, tôi chỉ áp dụng một sản phẩm mà thôi, và trong suốt tất cả các cái bài thực hành thì tôi chỉ áp dụng một sản phẩm. Chứ còn mà nếu mà chúng ta muốn nâng cao thì tất nhiên rồi, nó sẽ có chẳng hạn như là liên quan đến vấn đề lĩnh vực nghiên cứu á, thì thông thường nó sẽ có rất nhiều sản phẩm, chẳng hạn như là một lúc chúng ta làm tới chẳng hạn như là mười mấy hai chục sản phẩm, thì cái đó thì tôi không có yêu cầu. Và chỉ tôi ở đây thì tôi chỉ cung cấp cho các em cái mô hình, các cái mô hình cơ bản nhất và đơn giản nhất để mà chúng ta có thể hiểu được. Thì ở đây các em lưu ý rằng là gì, tôi chỉ áp dụng cho một cái sản phẩm đơn lẻ. Còn ở đây chúng ta thấy trường hợp như thế này, ở đây là gì, một sản phẩm đơn lẻ và cũng chỉ có một nhà cung cấp mà thôi. Thực ra các cái chi phí mua hàng, chi phí đặt hàng, cái chi phí này là chẳng hạn rồi chi phí lưu trữ, thì hai cái chi phí mà nhà cung cấp họ sẽ thu là cái chi phí mua hàng và chi phí đặt hàng. Chi phí mua hàng nôm na là gì, giá của đơn vị sản phẩm đó đúng không ạ? Thì mỗi nhà cung cấp họ sẽ có một cái đơn giá. Thì ở đây chúng ta thấy là gì, ở cái cột số 5 này nó chỉ có một đơn giá thôi. Nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là gì, chỉ có một nhà cung cấp cho một sản phẩm cho chúng ta mà thôi. Các em lưu ý là, và cái nhà cung cấp này họ bán sản phẩm đúng không, là chi phí mua hàng. Với chẳng hạn như là chúng ta đặt hàng ở tháng 1 thì chi phí sản phẩm thì đa số thì chúng ta thấy ở đây này là 2.75, có nghĩa là gì, cái giá của một đơn vị sản phẩm ở tháng 1 cho đến tháng 12 thì nó không thay đổi, nó là gì, nó bằng là 2.75 đúng không ạ? Và chi phí đặt hàng, chi phí đặt hàng thì cũng tương tự như vậy. Thì mỗi lần đặt hàng như vậy, đặc biệt là đặt hàng theo lô, thì cái người người cung cấp và người bán họ sẽ gì, sẽ thu một cái phí phí đặt hàng. Phí đặt hàng thì có thể bao gồm các loại chi phí mà chúng ta đã biết được rồi đúng không, chẳng hạn có thể là gì, chi phí liên quan đến vấn đề là vận chuyển, rồi chi phí liên quan đến vấn đề là thông tin liên lạc, rồi các cái chi phí vân vân, thì người ta gọi đó là chi phí đặt hàng. Có nghĩa rằng là gì, chi phí đặt hàng thì mỗi chi phí đặt hàng này thì các em lưu ý rằng là gì, người ta thu dựa trên mỗi đơn hàng chứ không phải là người ta thu dựa trên mỗi sản phẩm. Có nghĩa rằng là gì, mỗi lần tôi đặt hàng tôi không quan tâm số lượng sản phẩm là bao nhiêu, thì người ta thu một cái chi phí đặt hàng đúng không ạ? Đó lý do tại sao mà các em thấy rằng là ở đây mình để là gì, chi phí đặt hàng trên một đơn hàng đúng không ạ? Rồi chi phí lưu trữ, thực ra cái chi phí lưu trữ này nó phát sinh khi mà hàng hóa đó được chuyển từ từ nhà cung cấp cho đến gì, kho hàng của người mua, và nó nằm trong kho hàng của người mua, nó nằm càng lâu thì cái chi phí lưu trữ này càng càng lớn ở trong kỳ. Chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là tháng 1 tồn kho, tất nhiên là chi phí lưu trữ thì các em lưu ý như thế này, chúng ta coi lại cái công thức đúng không ạ? Ở đây cái mô hình đặt hàng động Winner và Winteam, mục đích là chúng ta gì, chúng ta đặt cái số lượng hàng hóa mỗi lần đặt hàng sao cho tổng chi phí mà chúng ta bỏ ra liên quan đến vấn đề đặt hàng này là thấp nhất. Tổng chi phí đó gồm những chi phí gì, chẳng hạn như là tổng chi phí đó ở đây thì mình để rồi này, bằng chi phí mua hàng cộng chi phí đặt hàng cộng chi phí lưu trữ. Chi phí mua hàng thì nó bằng cái gì, nó bằng cái đơn giá của mỗi sản phẩm nhân cho cái gì, số lượng đặt hàng trong cái khoảng thời gian chẳng hạn như là tháng 1, tháng 2 hoặc tháng 3 đúng không ạ? Thì chúng ta lấy cái chi phí mua hàng của một sản phẩm, có nghĩa là gì, giá của một đơn vị sản phẩm ở cái tháng đó nhân cho cái gì, số lượng đúng không ạ? Cái đó thì các em biết rồi, tôi thì nói lại thôi. Rồi cộng cho chi phí đặt hàng, chi phí đặt hàng ở đây là gì, OT nhân cho IT, được chưa? OT là gì, là chi phí đúng không, chi phí đặt hàng trong một đơn hàng. IT là gì, nếu mà trong cái khoảng thời gian đó chúng ta có đặt hàng, thì nôm na là đợt trước mình giới thiệu cho các em rồi, IT là biến giả. Biến giả có nghĩa rằng là gì, nó đại diện cho một cái hệ thập nhị phân, không có phải là một cái định lượng, có nghĩa là có hay không, có nghĩa là gì, trong thời trong cái chu kỳ, có nghĩa là trong cái kỳ đặt hàng đó tháng 1 thì chúng ta có nên đặt hàng hay không, thì được trước mình cũng giới thiệu cho các em rồi. Đặc biệt là vấn đề là gì, chúng ta phải xác định cho tôi các cái ràng buộc. Thì ở đây thì các em có thể là gì, ở đây thì mình đã chạy rồi, mình không có chạy lại giống như mọi bữa. Các em có thể coi, chẳng hạn như là chúng ta chẳng hạn như là ở đây chúng ta chờ mình
chẳng hạn như là liên quan, chẳng hạn như là cân bằng, đúng không? Chúng ta phải tính cân bằng cung cầu trong kỳ đây. Thì cái công thức đây rồi, các em có thể tham khảo lại, và đợt trước thì chúng ta cũng đã làm rồi. Thì cái bài này thì tôi để cho các em coi và chúng ta làm. Đó đây. Và vấn đề là sau khi mà chúng ta xác định tồn kho cân bằng cung cầu rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta phải xác định là gì theo cái công thức, đúng không ạ? Nó sẽ có một cái vấn đề là gì, không có, giả thiết là gì, không có thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ. Thì nếu mà không có thiếu hụt sản phẩm trong kỳ thì để thỏa mãn cái ràng buộc này thì XT, đúng không ạ? XT là số lượng đặt hàng mỗi lần trong kỳ phải nhỏ hơn hoặc bằng DT nhân IT. Với DT là gì? Nhu cầu về sản phẩm trong kỳ. Và IT là gì? Là bằng 1 hoặc là bằng 0. Nếu mà bằng 1 thì gì? Nếu mà số lượng đặt hàng, cái này được trước mình giới thiệu cho các em rồi. Thì ở đây sau khi mà chúng ta, đúng không ạ? Các bạn nhấn vào từ solver. Thì ở đây solver thì mình có setup các cái ràng buộc, chẳng hạn như là set objective, có nghĩa rằng là gì, hàm mục tiêu của chúng ta là gì, tổng chi phí, đúng không, là B24 này. Rồi ở đây chúng ta xác định giá trị là min, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là gì, xác định số lượng hàng hóa đặt hàng trong kỳ sao cho tổng chi phí là gì, nhỏ nhất, được chưa? Rồi chúng ta quét các cái biến, chẳng hạn như là biến biến quyết định. Biến quyết định là gì, liên quan tới vấn đề hai cái biến đó là gì. Chúng ta có thể quét luôn cái tồn kho cuối kỳ cũng được, không sao. Nhưng mà đa số là mục đích của chúng ta là để xác định hai cái biến đó là gì, y và x. Có nghĩa x có nghĩa là gì, số lượng đặt hàng trong tháng, và y liên quan tới vấn đề là y là liên quan tới vấn đề là đặt hàng động, cái trong khoảng trong kỳ đó chúng ta có đặt hàng hay không, đúng không ạ? Rồi chúng ta bắt đầu subject to constraint, có nghĩa là chúng ta sẽ phải add các cái ràng buộc, đúng không? Ràng buộc đầu tiên để đảm bảo là gì, chúng ta coi trong công thức, đúng không ạ? B11 cho đến M11. B11 là cái gì? B11 chính là cái gì, tồn kho cuối kỳ. Tồn kho cuối kỳ thì đợt trước mình nói với các em rồi, nó phải bằng cái gì, cân bằng cung cầu trong kỳ. Có nghĩa là nó bằng từ B16 cho đến M16. Rồi có một khái niệm nữa là gì, tồn kho cuối kỳ, có nghĩa là gì, cái tồn kho cuối kỳ này phải lớn hơn bằng không. Thì ở đây mình cũng để cái ràng buộc là gì, B11 cho đến M11 phải lớn hơn bằng không. Rồi cái thứ hai chúng ta cần phải setup liên quan đến vấn đề là gì, y thì nó là gì, hệ nhị phân, không phải là số định lượng, dẫn đến là gì, ở đây chúng ta cài gì, binary thì nó có xác định là gì, không và một, không là không có và một thì là có. Hôm nay chúng ta hiểu như vậy rồi. Ở đây đợt trước bạn tới có hỏi mình liên quan tới vấn đề là integer là gì. Thực ra thì khi mà ở đây thì cái mô hình đặt hàng động nguyên bộ phận nôm na là từ mix đó, nôm na là ở đây là gì, nó xuất hiện ra cái binary, có nghĩa rằng là gì, một cái biến nhị phân, nó không phải là định lượng. Và vấn đề là integer thì có nghĩa rằng là gì, đảm bảo cho cái x của chúng ta là số lượng đặt hàng phải là integer, có nghĩa là phải số nguyên, dẫn đến là gì, chúng ta phải cài cái B13 cho đến M13 là số nguyên. Đồng thời hai cái yêu cầu ràng buộc, đúng không, cân bằng cung cầu trong kỳ cũng phải gì, lớn hơn bằng không. Và cái thiếu hàng thì ở đây các em lưu ý rằng là gì, mình chẳng hạn như là thông thường là mình hay tổng hợp để cho nó dễ, chẳng hạn như là không có sự thiếu hụt trong thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ thì là XT nhỏ hơn hoặc bằng DT nhân IT. Ở đây thì mình tổng hợp luôn, cái điều đó có nghĩa là gì, DT nhân IT trừ cho XT lớn hơn hoặc bằng không. Dẫn đến chúng ta thấy rằng là ở cái ràng buộc, và chúng ta nhìn vào cái vấn đề là phần thiếu hàng đây này, thì mình để này BT, đúng không ạ, là cái gì, nhu cầu, đúng không, nhu cầu này, DT này, đúng không ạ, nhu cầu của tháng 1, đúng không, nhân cho cái gì, B12, có nghĩa là gì, ở trong cái tháng 1 này chúng ta có đặt hàng hay không, đúng không ạ? Nếu không đặt hàng thì nó bằng không, nếu mà có đặt hàng thì gì, nó bằng 1, được chưa? Trừ cho XT, đây, trừ cho XT phải lớn hơn bằng không. Đó là lý do tại sao mà khi mà chúng ta nhấn từ solver vô ở cái cột là 17, đúng không, đây B17 này. Các em thấy này, B17 cho đến M17 thì mình cài là cái gì, lớn hơn hoặc bằng không. Tại vì vấn đề là các em mở solver parameter ra, tại vì trên màn hình của tôi hình như là không có xuất hiện, nhưng mà trên cái phần mềm này tôi không Google Meet thì tôi không thấy nó xuất hiện. Tuy nhiên chúng ta mở ra chúng ta sẽ thấy, và đảm bảo rằng là gì, make unconstrained variable non negative. Chúng ta phải đảm bảo rằng là gì, các cái biến quyết định không có âm, được chưa? Rồi chúng ta chọn cái simplex LP và chúng ta nhấn từ Sony.
Thì chúng ta thấy không, thì nó sẽ ra kết quả là gì? Solver found a solution all constraint on optimality condition are satisfied, có nghĩa là tất cả các ràng buộc cũng như là gì, các cái điều kiện tối ưu đã được thỏa mãn, thì chúng ta ok thôi, coi như là chúng ta xong, được chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Mình nói lại thôi, cái này phần này là mình nói lại thôi. Rồi tới mình nghe tới rồi. Dạ thầy, cái mà thiếu hàng đó thầy, sao mà nó có một cái ô B4 nó này, B4 nó bị khóa một bên là sao thầy? À, B4 nó bị khóa một bên là như thế này. B4 đúng không? Đây, đây. Khi mà chúng ta nhấp vào cái, khi mà chúng ta đây, ở trong cái cục thiếu hàng, tôi sử dụng một cái thuật ngữ là gán. Thực ra nó như thế này. Tại vì khi mà chúng ta quét á, thì nếu mà tôi để, tôi lấy ví dụ như là nếu mà tôi để như thế này, thì nôm na như thế này nha. Tôi không có gán thì điều đó có nghĩa rằng là gì, cái thiếu hàng của tháng 1 nó sẽ bằng là B4 đúng không, B4 này này, nhưng cho đâu thiếu hàng, thì thật ra thì nếu mà chúng ta không gán thì chúng ta quét cũng được. Đây quét thì nó có chạy, đây nó quét thì nó có chạy, thì nếu mà chúng ta nhấp vào đây thì nó cũng là C4, đây nó là C4, nó là D4, nhưng mà tí nữa, tại vì cái bài này là tôi lấy từ cái bài lựa chọn cái gì, lựa chọn nhà cung cấp, thì tí nữa nó sẽ có rất là nhiều nhà cung cấp, thì tôi có thể gán. Gán thì ở đây cho gán, gán một bên có nghĩa rằng là gì, khi mà chúng ta quét tí nữa mà vào cái phần sau á, khi mà chúng ta quét á, thì khi mà chúng ta quét như vậy này thì nó sẽ giữ cho chúng ta cái cột này, giữ cho chúng ta cái cột này, có nghĩa rằng là gì, đảm bảo rằng là cái nhu cầu, là tại vì vấn đề là tí nữa chúng ta sẽ thấy rằng là gì, nhu cầu nó chỉ có một cột mà thôi, còn vấn đề là lựa chọn nhà cung cấp nó có ba cột. Khi mà chúng ta không gán như vậy thì khi mà chúng ta quét á, thì nó bị chạy cái số liệu, do đó vấn đề thì ở đây á, thì mình gán. Thực ra thì cái bài này là mình lấy của cái bài thực hành 3, tí nữa mình sẽ, nhưng mà nó cũng gán hay không gán thì nó không 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 ảnh hưởng, tại vì vấn đề là chúng ta chỉ quét một hàng, chúng ta chỉ quét một hàng thì nó sẽ, tôi lấy ví dụ như là nó sẽ chạy bình thường, nhưng mà bây giờ tôi quét hai hàng chẳng hạn, như là tí nữa tôi quét hai hàng đây đây, các em lưu ý là chẳng hạn như mình quét hai hàng đây, nó xuất hiện hai hàng, thì vấn đề là như khi mà mình quét như vậy thì nếu mà mình không gán á, thì chúng ta thấy rằng là gì, nó chạy xuống cột B5 đây, B5, mà trong khi đó thì cái số liệu mà chúng ta đang cần nó là B4 đúng không ạ? Có nghĩa rằng là ở cái cột dưới này là phải là B4, thì để mà có thể làm được điều đó thì các em đây này, mình thử lại nha. Để có thể làm được điều đó thì chúng ta gán đây, chẳng hạn như là nếu mà chúng ta chạy một cột này thì đúng không, B4 này, chúng ta chẳng hạn như là chúng ta muốn nó chạy B4 này, C4 này, D4, E4, có nghĩa là chúng ta chỉ cần chạy cột nhu cầu thôi đó, thì là một cột. Nhưng khi mà chúng ta có hai cột thì bắt đầu nó chạy nha, đây nè, B5, lúc này B5 cái cột này không phải là nhu cầu nữa, mà lúc này là cái cột là chi phí mua hàng. Nếu mà chúng ta không gán thì coi như là, trong khi đó thì chúng ta cần cái cột B5 này nó phải là gì, bằng B4 nhân cho B13 trừ cho B14 này, thì để mà có thể làm được điều đó chúng ta gán. Thì để gán như vậy thì tùy theo mỗi máy, thời xưa tôi xài cái máy khác thì nó cần F4 là nó ra, nhưng mà nếu mà bữa nay tôi xài máy này thì nó, những F4 nó không ra, thì tôi có thể sử dụng ship. Cái biểu tượng là cái đồng đô la đó, thì chúng ta là trên trên cái trên cái gì ta, trên cái màn hình của các em, trên cái máy của các em nó có cái số 4 đó, thì chúng ta ship 4 thì nó sẽ ra cái biểu tượng này. Thì thực ra nếu mà chúng ta gán, có hai cách gán, nếu mà chúng ta gán như vậy, nếu mà chúng ta gán trước và gán sau đây, kể cả trước cả sau, thì nó chỉ lấy một cái ô này mà thôi. Tôi lấy ví dụ như thế này, nếu mà tôi gán hai cột này, enter, thì điều đó có nghĩa là khi mà tôi quét như vậy này, nó chỉ lấy một cột B4 làm, nó gọi là chỉ lấy một cột B4 để dâng cho cái này đây. Chúng ta qua cái cột này đi, ở đây chúng ta cũng thấy nó là B4 đúng không, chúng ta qua cái cột này chúng ta cũng thấy nó là gì, B4. Tuy nhiên thì vấn đề là ở đây chúng ta muốn nó chạy dọc theo cái cột này, thì điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ gán một chiều thôi đó. Thì vấn đề là chúng ta chỉ cần Nguyễn Hữu Yên Nhi rồi, cho mình thích mình giải thích xong cho bạn, cho bạn tới hiểu đã rồi mình sẽ giải thích cho những bạn khác. Thì nếu mà chúng ta để như vậy này, khi chúng ta quét đây, tôi lấy ví dụ như là bây giờ tôi bỏ cái gán trước B đi, thì khi mà chúng ta quét thì nó sẽ chạy dọc theo cái cột này đây. Tôi lấy ví dụ như là tôi quét này,
thì nó sẽ chạy dọc theo cái cột này đây, lúc này nó đúng không ạ? À? Lúc này nó chạy này C4 đúng không ạ? À? Rồi cái cột này nó chạy này qua là gì, C5 đúng không, nó cột này. Còn trường hợp bây giờ chúng ta gán rồi chúng ta quét xuống dưới nó vẫn giữ B4 nha. Đây tôi lấy ví dụ, tôi quét xuống dưới này được chưa, thì vấn đề là chúng ta gán vẫn là B4 đúng không ạ? À? Nó không có chạy xuống gì cột B5 nữa đúng không, qua đây vẫn là C4 đúng không, qua đây vẫn là gì, D4. Cái nào chúng ta gán thì nó sẽ gì, nó sẽ không chạy. Còn vấn đề là tôi các em lưu ý là ở trên đây nó vẫn bình thường được chưa. Đó lý do tại sao mà gán. Thì thực ra trong bài này là nó chỉ có một cột, một hàng một cột thì nó không có ảnh, chúng ta không cần gán cũng được. Tuy nhiên thì vấn đề là tí nữa chúng ta vào cái phần sau á, chẳng hạn như ở đây chẳng hạn nó chỉ có một hàng một cột thì chúng ta để nó cũng không sao, nhưng mà tí nữa vào cái phần lựa chọn nhà cung ứng á thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là gì, nhu cầu chỉ có một nhưng mà nhà cung ứng có thể lên tới 5. Điều đó có nghĩa là gì, chúng ta phải quét thì chúng ta phải gì, cố định cái cột nhu cầu cho mình. Thì để mà cố định cái cột nhu cầu thì ở đây và đồng thời cho nó chạy thì chúng ta gán cho mình một cái biểu tượng là đồng đô la, và cách chúng ta nhấn shift 4 thì chúng ta sẽ thấy nó giữ lại này, nó giữ lại đúng không ạ? Nó chạy thôi, nó giữ lại cái hàng này, nó giữ lại cái hàng này và nó chạy mà thôi, được chưa? Chúng ta hiểu chưa, tới hiểu chưa? Dạ rồi. Rồi bạn, mình thấy bạn bạn nào đây, bạn Nhi hả? Thấy bạn Nhi giơ tay. Set mid là chia sẻ toàn bộ màn hình thay vì set là chia sẻ một à vậy ha, để mình thử coi nha. Set mid là chia sẻ toàn bộ, để coi thử, để mình dừng lại coi toàn bộ màn hình đúng không. Rồi để mình thử chạy thì các bạn thấy cái này là toàn bộ màn hình đúng không. Rồi đây, cảm ơn bạn Nguyên nhiều. Bây giờ mình mới biết. Rồi bây giờ nó đã xuất hiện solver parameter chưa, chúng ta nắm được chưa? Rồi còn bạn nào thắc mắc được không, mình qua cái phần thứ hai liên quan tới vấn đề rồi. Cái phần gọi là giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng, thì cái này cũng tương tự như cái bài mà bữa rồi, nó không khác, tôi chỉ nói lại thôi. Thì ở đây cái sự khác biệt giữa cái mô hình cơ bản đúng không ạ? Đây, mô hình cơ bản là đây, và cái mô hình giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng thì chúng ta sẽ có gì, ở trong cái phần tham số nó sẽ xuất hiện thêm một cái giả thiết. Nôm na là gì, khi mà giả thiết ở đây thì ngoài cái vấn đề là không có thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ thì nó sẽ có thêm một cái giả thiết, đó là gì, cái lô đặt hàng bị giới hạn. Nôm na chúng ta có thể hiểu như vậy. Thì trong phần tham số chúng ta sẽ thấy rằng là gì, nó sẽ có một cái đúng không, nó xuất hiện ra cái gì, kích cỡ lô đặt hàng lớn nhất cho phép, có nghĩa là gì, cái số lượng hàng hóa cho phép chúng ta đặt hàng trong tháng đó là bao nhiêu. Có nghĩa là nó lúc này nó sẽ có một cái giới hạn đúng không ạ? Còn ở trong cái trường hợp mà cơ bản thì chúng ta thấy rằng là gì, nó không có giới hạn về cái gì cả, có nghĩa là chúng ta đặt hàng sao cho gì, đảm bảo rằng là gì, không bị thiếu hụt hàng hóa trong kỳ là xong. Mà không bị thiếu hụt hàng hóa trong kỳ thì được cái công thức để mà tính không có thiếu hụt hàng hóa trong kỳ là gì, XT phải nhỏ hơn bằng DTIT. Đây là cái mô hình do Winner và Winteam đã xây dựng và phát triển lên, do đó thì chúng ta cứ ở đây chúng ta chỉ mang tính chất áp dụng mà thôi, chứ không có đi chứng minh là tại sao nó lại là như vậy, có nghĩa rằng là chúng ta chỉ áp dụng thôi. Các em lưu ý thì ở trong cái phần này liên quan đến giới hạn về kích cỡ lô đặt hàng thì lúc này nó sẽ có một cái gì, thay vì là không có sự thiếu hụt về sản phẩm trong kỳ thì chúng ta sẽ gì, chúng ta có trong cái phần ràng buộc. Ở những cái phần khác về biến quyết định cũng như hàm mục tiêu cũng như ràng buộc thì nó đều giống nhau. Các em lưu ý đúng không ạ? Trong cái ràng buộc thì nó chỉ có một cái khác biệt là gì, lượng đặt hàng cho phép. Lượng đặt hàng cho phép thì nó bằng XT nhỏ hơn hoặc bằng CT nhân IT. Các em lưu ý như thế này, chúng ta đừng có bị lộn giữa cái DT và CT. Cái DT lúc nãy liên quan tới vấn đề là gì, nhu cầu về sản phẩm trong kỳ. Còn ở đây là CT là gì, kích cỡ lô đặt hàng lớn nhất cho phép trong kỳ. Chúng ta lưu ý nha, nó có sự khác biệt là gì, CT và IT khác với lại là DT và IT. Lưu ý. Thì tương tự như vậy, tôi cũng dựa trên cái bài này. Đây,
Thì chúng ta thấy không, khi mà chúng ta áp dụng cái mô hình cơ bản á, không có giới hạn gì, thì chúng ta thấy không, ở đây có cái chữ tồn kho cuối kỳ. Thực ra khi mà tôi chạy ra thì thực ra tồn kho cuối kỳ nó bằng không, nhưng mà không hiểu tại sao thì cái ô này nó không xuất hiện, nhưng mà nó mặc nhiên cái ô này nó bằng bằng không khi mà mình chạy ra hết rồi. Tại vì vấn đề là các em vô solver này, chúng ta sẽ thấy nó có một cái phần gọi rằng là gì, B11 đây, B11 cho đến M11 đúng không ạ? Nó phải bằng với lại là gì? B16 cho đến M16, điều đó có nghĩa là gì? Cân bằng cung cầu trong kỳ bằng không, có nghĩa rằng là gì? Không có sự tồn kho trong kỳ. Thì cái tồn kho này chính là bằng không. Các em lưu ý nghe. Tuy nhiên thì khi mà mình chạy ra thì sẽ có những cái phần này, chẳng hạn như phần này nó phần này thì không nói đi, nó ra thì không nói gì, tại vì vấn đề là nó có tồn kho trong kỳ. Rồi. Liên quan tới cái bài này cũng tương tự như vậy đúng không ạ? Chúng ta cũng setup đúng không ạ? Nó chỉ có khác biệt ở cái chỗ ràng buộc đúng không ạ? Ràng buộc thì nó liên quan tới vấn đề là ràng buộc thì nó liên quan tới vấn đề là gì? Đây. Chúng ta coi nè, nó có cái gì? Tồn kho cuối kỳ đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Chúng ta phải xác định được cái cân bằng cung cầu trong kỳ, và chúng ta xác định cái gì? Giới hạn lô đặt hàng. Ở đây nó sẽ xuất hiện ra một cái biến số cũng tương tự như vậy. Chúng ta cái bài này thì tôi lấy từ tí nữa chúng ta làm liên quan đến vấn đề lựa chọn cái bài số 3 á, thì nó có gán, thì cái gán này nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ở trong cái này thì chúng ta chỉ có một hàng, chúng ta có thể bỏ đi cũng được, không sao, mà chúng ta cũng để nó cũng không sao, tại vì nó chạy theo hàng mà thôi, không có ảnh hưởng gì đâu nhé. Thì ở đây chúng ta có nè, giới hạn lô đặt hàng. Thì chúng ta có là gì, XT phải nhỏ hơn hoặc bằng CT đúng không? Đây, CT nhân cho IT đây, thì tôi đưa vào đây nè, cái này là gì, CT đây đúng không, lô đặt hàng cho phép. Thì khi này chúng ta sẽ thấy rằng là gì, trong đề nó sẽ có gì, lô đặt hàng cho phép. Nó khác với lại là cái nó khác với lại là cái bài basic thì nó không có lô đặt hàng cho phép, có nghĩa là gì, giới hạn lô đặt hàng cho phép đúng không ạ? Thì ở đây nó bằng bằng cái gì, bằng C bằng B8 là gì, lô đặt hàng cho phép nhân cho IT đây, nhân cho gì, B13 trừ cho. Ở đây tôi kết hợp luôn để khi mà chúng ta đưa vào trong cái phần mềm solver parameter thì nó dễ hơn, trong vấn đề là chúng ta đặt các cái ràng buộc. Thì ở đây là tôi trừ cho XT, có nghĩa là trừ cho B14 phải lớn hơn bằng không đó. Các em enter đây, đồng thời chúng ta kéo. Rồi, chúng ta cứ kéo như vậy đi. Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có là gì? Cái sự khác biệt của nó là như vậy thôi. Còn vấn đề là các cái hàm này sum chẳng hạn như là các em biết rồi đúng không? Tổng chi phí mua hàng thì sẽ bằng là gì? Chi phí mua hàng của từng sản phẩm đúng không ạ? Trong kỳ đúng không ạ? Nhân cho gì? Cái số lượng đơn đặt hàng trong kỳ, thì cho chúng ta áp dụng cái hàm sum product, các em biết rồi. Enter ra. Tương tự như vậy chúng ta thấy rằng là chi phí đặt hàng cũng tương tự, là lấy chi phí đặt hàng nhân cho gì? DT đúng không ạ? Nhân cho IT đây. Tương tự như vậy, chi phí lưu trữ thì chúng ta lại có cuộc chi phí lưu trữ này, chúng ta nhân cho tồn kho cuối kỳ, thì chúng ta sẽ tính và bao giờ cũng có sum đúng không ạ? Rồi, ở đây sau khi mà chúng ta triển khai ra xong, chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta vào solver thì cái bài này thì tôi đã làm hết rồi, các em chỉ tôi chỉ hướng dẫn thôi. Các em coi đây, ở đây setup objective đúng không ạ? Chúng ta thấy là gì, B26. Các em lưu ý nghe, B26 đúng không ạ? Có nghĩa là tổng chi phí đó. Mục tiêu của chúng ta là gì? Xác định số lượng đơn đặt hàng sao cho cái chi phí là min. Các em lưu ý là tất cả các cái bài thực hành ở đây chúng ta liên quan đến quản trị chuỗi cung ứng, thì có nghĩa là gì, chúng ta làm như thế nào để cho chi phí chuỗi cung ứng là nhỏ nhất. Do đó vấn đề là chúng ta sẽ setup dựa trên cái bài qua bài toán quy hoạch tính toán là gì, cực tiểu chứ không có cực đại. Trong một số trường hợp chẳng hạn liên quan đến tài chính đi, thì người ta cũng áp dụng cái mô hình này để người ta chạy các cái mô hình tài chính, và vấn đề là lúc đó người ta sẽ cài chẳng hạn như là về lợi nhuận hay là về ROA gì đó, người ta hay 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 sử dụng cái hàm max hơn. Còn tuy nhiên thì ở đây liên quan đến vấn đề quản trị chuỗi cung ứng là min. Do đó vấn đề là các em lưu ý khi mà chúng ta chạy thì chúng ta cần chẳng hạn như là chúng ta cũng cần cái ở đây thì tôi đã hướng dẫn cho các em một cách chi tiết cụ thể rồi. Cái vấn đề của chúng ta là khi mà chúng ta thi thì chúng ta cần phải chú ý một tí, chẳng hạn như là khi mà chúng ta chạy nó không ra, tôi lấy ví dụ như là tôi để max ở đây đi, tôi nhấn chữ solve đi, nó cũng ra, nhưng mà vấn đề là nó sẽ có một cái số trường hợp nó ra những cái số nó khác này. Đây, cái số
Tổng chi phí ở đây nó lên vấn đề là đề gì? Nôm na, điều đó có nghĩa rằng là gì? Xác định số lượng đơn đặt hàng sao cho tổng chi phí là lớn nhất. Đúng không ạ? Là nó đi ngược lại với lại là quy luật của cái quản trị chuỗi cung ứng là gì? Xác định số lượng đơn đặt hàng sao cho số lượng là nhỏ nhất. Đây, chúng ta thấy không? Chi phí của nó lúc tổng chi phí lúc này là gì? 196.571. Nôm na là chúng ta hiểu rằng là vậy. Mặc dù chúng ta chạy nó ra không? Ra đấy. Đúng không ạ? Nhưng nói về cái vấn đề là tối thiểu hóa cái chi phí, nếu mà ở đây là lợi nhuận thì tôi không nói. Chẳng hạn như là ở đây tôi để là gì, chi phí mua hàng thì tôi để là gì, có nghĩa là lợi nhuận bán được một cái sản phẩm là 2.27 đô, thì lúc này nếu mà lợi nhuận thì chúng ta để là max, đúng không ạ? Có nghĩa là gì, bán sản phẩm sao cho cái số lượng là gì, cái lợi nhuận chúng ta thu được là lớn nhất. Tuy nhiên ở đây tôi nói rồi, chúng ta đang nói về vấn đề chi phí thì phải vấn đề là tối thiểu, không thể nào mà anh mua với cái số lượng gì rất là lớn đây 197, còn vấn đề là nếu mà chúng ta để vào min đây, các em lưu ý nghe, tôi để min này, bắt đầu tôi chạy, đúng không? Chúng ta thấy có sự khác biệt không? Ở đây người ta thấy rằng là gì, Solve Found Integer Solution. Các em lưu ý rằng là gì, ở đây thì người ta đang áp dụng một cái hàm gọi là quy hoạch tuyến tính nguyên, dẫn đến là nó sẽ xuất hiện cái từ Integer Solution, một cái giải pháp nguyên á. Các em lưu ý như vậy thôi. Đây, nếu mà chúng ta thấy rằng là nếu mà chi phí lúc này, đây lúc này cái chi phí mà chúng ta bỏ ra đúng không, mà tối thiểu là gì, 442.300 317 đồng, đúng không ạ? Điều đó có nghĩa là gì, nó phải thấp hơn. Do đó các bạn lưu ý nha, nếu mà chúng ta để max đây cái chi phí là khác, điều đó có nghĩa là gì, coi như là sai, đúng không ạ? Chúng ta thấy không, nó cũng chạy nè, nhưng mà vấn đề là gì, tối thiểu. Trừ trường hợp ở đây, đây nè, chi phí mua hàng là tôi để gì, cái giá của một đơn vị sản phẩm. Nếu mà tôi để giá thì các em lưu ý là gì, nó là phải là profit, có nghĩa là gì, lợi nhuận, được chưa? Các em lưu ý nha. Do đó vấn đề là chúng ta cần phải chú ý đây min. Rồi chúng ta xác định cái hàm mục tiêu ở đâu, đây hàm mục tiêu thì chúng ta quét luôn cho tôi, kể cả tồn kho cuối kỳ, tồn kho đầu kỳ chúng ta quét, được chưa? Bắt đầu chúng ta ép các cái ràng buộc vào. Thứ nhất là gì, tồn kho cuối kỳ đúng không ạ, phải bằng với lại là cân bằng cung cầu trong kỳ. Đây, tồn kho cuối kỳ là cái cột B12 đến M12 phải bằng với gì, B18 đúng không ạ? M18 đúng không ạ? Rồi ở đây chúng ta gán luôn là B12, ở đây mình gán luôn này, để cho nó ra một cái số nguyên là B12, có nghĩa là tồn kho cuối kỳ là integer. Tại vì vấn đề là khi mà chúng ta chạy, nếu mà chúng ta không có gán thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, nó bị số lẻ. Do đó vấn đề là ở cái mô hình basic thì các em sẽ thấy rằng là gì, tồn kho cuối kỳ bằng không. Có một cái đặc điểm là gì, cái mô hình mà cơ bản nhất á, thì nó làm cho tối ưu hóa, có nghĩa rằng không có sự tồn kho trong kỳ. Mà thực ra thì hiện nay là liên quan đến vấn đề là không có sự tồn kho trong kỳ thì nó rất là khó. Nó đảm bảo là cái số lượng của chúng ta phải lớn, quan trọng nhất là cái gì, cái nhu cầu chúng ta phải lớn thì chúng ta mới có thể đáp ứng được cái điều kiện đó. Do đó vấn đề là cái mô hình cơ bản thì bao giờ người ta cũng xây dựng liên quan đến vấn đề là tối ưu hóa. Giống như là khi mà chúng ta học ở cái mô hình đặt hàng hiệu quả EOQ á, thì cũng là gì, tối ưu hóa. Tuy nhiên thì vấn đề là khi mà chúng ta đưa các cái ràng buộc vào thì chúng ta sẽ thấy là gì, nó sẽ xuất hiện ra cái vấn đề là không tối ưu hóa, có nghĩa là gì, sẽ có những cái tồn kho. Chẳng hạn như khi mà chúng ta chạy ra, chúng ta thấy không, cái tồn kho cuối kỳ nó có. Rồi cái B12 đây, cái B12 cho đến M12 có nghĩa là tồn kho cuối kỳ phải đảm bảo là gì, lớn hơn bằng không, đúng không ạ? Tương tự như vậy, đặt hàng ở đây chúng ta thấy có đặt hàng này, liên quan tới B13 đúng không ạ? B13 đến M13 có nghĩa là có đặt hàng hay không trong tháng đó, thì chúng ta phải để cái gì, binary, có nghĩa là hệ nhị phân. Rồi cái B14 tương tự như vậy thì tôi để là gì, integer, có nghĩa là gì, số lượng x đó, chúng ta xác định là gì, integer, có nghĩa là phải số nguyên. Rồi một cái ràng buộc nữa mà chúng ta thấy là gì, B19. Đây, B19 là cái gì, giới hạn lô đặt hàng, thì lúc nãy tôi lấy rồi, giới hạn lô đặt hàng sẽ bằng gì, lô đặt hàng cho phép đúng không, nhân với lại là gì, cái y đúng không, trừ cho cái gì, x, để mà gì, nó phải đảm bảo lớn hơn bằng không. Đây, đó là những cái ràng buộc mà tôi đưa vào đây đúng không ạ? Sau đó chúng ta chạy đây thì chúng ta thấy này, nó sự khác biệt. Chẳng hạn như là ở cái basic thì cái tồn kho chúng ta thấy không, tồn kho cuối kỳ ở đây nó bằng không hết đó nha, các em lưu ý.
tôi không biết là chạy như thế nào, nhưng mà nôm na là nó đang là bằng không. Thì chúng ta thấy là chi phí đúng không ạ? Chi phí là gì? 42.962. Tuy nhiên ở khi mà chúng ta có sự ràng buộc về lô đặt hàng cho phép, tôi lấy ví dụ như là một lần đặt hàng là gì? Nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 sản phẩm. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Xuất hiện tồn kho này, tồn kho cuối kỳ này, đúng không ạ? Ở chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng là gì? Ở tháng 1 là chúng ta có đặt hàng và số lượng đặt hàng của chúng ta là gì? 2.630 sản phẩm. Và cái số lượng này nó phải đảm bảo là gì? Nhỏ hơn lô đặt hàng cho phép, nhỏ hơn 5.000 chưa? Và sau khi đáp ứng được nhu cầu sản phẩm, đây tôi lấy ví dụ như là nhu cầu sản phẩm tháng này là 230 sản phẩm, điều đó có nghĩa là gì? Tồn kho cuối kỳ của nó sẽ bằng gì? 2630 trừ cho 230 đúng không, nó sẽ bằng gì? 2400 được chưa. Hay có nghĩa rằng là gì? Tồn kho cuối kỳ của nó là gì? 2400. Rồi ở cái tháng 2 thì chúng ta thấy rằng là gì? Tồn kho cuối kỳ của tháng 1 chính là tồn kho đầu kỳ của tháng 2 đây đúng không ạ? Điều đó có nghĩa là tháng 2 trong kho chúng ta đang có 2.400 sản phẩm. Thì nó thấy rằng là gì? 2.400 sản phẩm này, trong khi đó thì nhu cầu của tháng 2 là 1.750 sản phẩm. Điều đó có nghĩa là gì? Tháng 2 chúng ta cần đặt hàng nữa không? Không. Chúng ta thấy không? Đặt hàng nó gì? Không cần đặt hàng. Chúng ta thấy không? Khi mà nó chạy mô hình này rất là hay, ở chỗ là gì? Khi mà chúng ta đưa các số liệu vào chúng ta chạy thì chúng ta có thể đưa ra các cái quyết định liên quan đến vấn đề là chúng ta có nên đặt hàng hay không. Thì tôi cảm thấy cái mô hình này rất là, thực ra thì hiện nay trong trong các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì người ta vẫn hay áp dụng và người ta nhìn vào đây để người ta gì, có nên đặt hàng hay không để đưa ra quyết định. Nó liên quan đến vấn đề là đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng đó. Thì cũng là chúng ta thấy này, không đặt hàng đúng không? Tại vì vấn đề là đầu kho, tồn kho đầu kỳ là tháng 2 của chúng ta có tới 2.400 sản phẩm, trong đó khi đó nhu cầu là gì? 1.750 sản phẩm, có nghĩa là chúng ta đáp ứng đủ cái nhu cầu thì không cần phải đặt hàng nữa. Mà không cần đặt hàng thì chúng ta thấy không, cái đặt hàng cái 13 nó bằng không, và vấn đề là bằng không dẫn đến là gì? Không, số lượng đặt hàng sẽ bằng không đúng không ạ? Và vấn đề là chúng ta thấy là gì? 2.400 sản phẩm trong kho đáp ứng là 1.750 sản phẩm, có nghĩa là chúng ta bán 1.750 sản phẩm trong tháng 2, thì cái tồn kho cuối kỳ chúng ta là 650 sản phẩm đúng không ạ? 650 sản phẩm cuối kỳ của tháng 2 chính là gì? 650 sản phẩm đầu kỳ của tháng 3, được chưa? Chúng ta hiểu chưa? Trong khi đó tháng 3 nhu cầu đúng không ạ? Nhu cầu của tháng 3 là gì? 650 sản phẩm. Điều đó có nghĩa là gì? Tồn kho ở trong tháng 3 là đầu kỳ là 650 sản phẩm, nó đáp ứng đủ, dẫn đến chúng ta thấy này, không cần phải đặt hàng thêm, tại vì vấn đề là nó đáp ứng đủ nhu cầu rồi đúng không ạ? Dẫn đến là số lượng đặt hàng bằng không. Chẳng hạn như khi mà chúng ta chạy thì chúng ta cũng phải quan sát cho tôi một tí là nó có hợp lý hay không. Sẽ có một số trường hợp chúng ta thấy là ủa sao cái đặt hàng nó bằng một đúng không, có nghĩa rằng là cái y bằng một nôm na chúng ta có hiểu là phải đặt hàng, trong khi đó chúng ta nhìn vào cái số lượng đặt hàng bằng không. Điều đó có nghĩa là nó mâu thuẫn đúng không ạ? Có nghĩa rằng là gì? Có đặt hàng mà sao số lượng đặt hàng mà không? Điều đó có nghĩa là chúng ta phải coi lại. Do đó chúng ta lưu ý như thế này: nếu mà đặt hàng bằng một thì đảm bảo nó phải có số lượng. Nếu mà đặt hàng bằng không thì đảm bảo là gì? Số lượng bằng không. Còn mà nếu mà chúng ta trong quá trình các em làm mà các em thấy rằng nó có sai lệch như vậy thì chúng ta cần phải kiểm tra lại. Nhớ nha, chứ không phải là chúng ta cứ chạy ra một cái nó chạy rồi là ok, không phải. Nó chạy nhưng mà vấn đề là giống như lúc nãy tôi lấy ví dụ như là chỉ cần sự khác biệt giữa min và max này thôi là chúng ta đã thấy rằng là gì, nó đã sai rồi. Thì tất nhiên rồi, cái điểm của chúng ta không thể tối đa được, mặc dù tôi cũng chẳng bao giờ trừ hết các em điểm, tại vì vấn đề là tôi nói rồi, tôi chấm theo thành phần. Khi mà chẳng hạn như là khi mà tôi mở, chẳng hạn như tôi lấy ví dụ như là tôi mở bài của các em ra đi, tôi thấy rằng ủa tại sao là max đúng không? Tất nhiên rồi, mọi thứ nó đều thể hiện trên đây mà, tôi cũng chẳng, thì điều đó có nghĩa là gì? Tất nhiên rồi, cả một quá trình chúng ta đều làm tốt chứ không phải không. Tới đây thì tôi có thể cho em cái điểm tối đa của bài đó là 5 điểm đi, nhưng mà vấn đề là em để chữ max này, điều đó có nghĩa là em sẽ bị trừ điểm, dẫn đến là gì? Nó bị rất là đáng tiếc chứ không phải là không. Thà như là chúng ta không làm được ngay từ đầu đi đúng không ạ? Sai trong vấn đề là làm ở các cái ràng buộc, cũng như là sai trong vấn đề là cân bằng cung cầu như thế nào thì tôi không nói, nhưng mà tới bước này thì chúng ta cũng cố gắng một tí là chúng ta quan sát. Ở đây nói nôm na tôi muốn nói cụ thể, tại vì vấn đề là chúng ta sẽ có từ ngày từ đây đến ngày mùng 5, điều đó có nghĩa là 20 ngày, ít đến phải 20 ngày nữa, thì ai ai biết được là chúng ta trong cái đó chúng ta thi rất là nhiều đúng không ạ? Dẫn đến là chúng ta có thể quên. Thì các em lưu ý cho tôi một điều là gì? Chúng ta phải để là mình. Rồi tương tự chúng ta kiểm tra này đúng không ạ? Chúng ta có thể kiểm tra đúng không? Ở đây nó không cần đặt hàng. Tuy nhiên ở ở ở đầu kỳ của tồn kho cuối kỳ của tháng 3
bằng 0 dẫn đến là tồn kho đầu kỳ của tháng 4 là bằng bằng 0 dẫn đến là gì? Để đáp ứng được nhu cầu của tháng 4 là 1410 sản phẩm thì nó cần phải đặt hàng. Đúng không ạ? Thì theo chúng ta thấy là nó đặt hàng, mà đã đặt hàng là phải số 1, mà là số 1 thì phải có số, đúng không? Và phải đáp ứng đủ, đúng không? Ở trong cái tháng 4 này nó thấy rằng là các em thấy rằng là gì? Nó chỉ đáp ứng là gì? Nó chỉ cần là gì? Đặt hàng đủ cái số lượng mà nó cần thôi, đúng không ạ? Rồi cũng tương tự như vậy. Các cái tháng tiếp theo chúng ta có thể coi, đúng không ạ? Chẳng hạn như là ở đầu kỳ của tháng 5 thì bằng gì? Tồn kho cuối kỳ của tháng 5 bằng 0, đúng không ạ? Thì ở đây có cái số lượng sản phẩm, đúng không? Nhu cầu của tháng 5 chúng ta thấy nó tăng đột biến này, 2950 sản phẩm, dẫn đến là đầu kỳ của nó là không bằng 0 rồi. Điều đó nghĩa là gì? Chúng ta nó phải đặt một cái lượng hàng, chúng ta thấy không? Nó đặt này, đúng không? Và cái số lượng nó đặt hàng ở đây là gì? 3415 sản phẩm. Và nó đáp ứng được cái nhu cầu, đúng không? Tháng thứ 5, và vấn đề là tồn kho cuối kỳ tháng thứ 5 là gì? Bằng 465 sản phẩm, có nghĩa là sau khi đáp ứng được nhu cầu thì nó dư ra. Nó dư ra thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải coi thử là gì? Tồn kho cuối kỳ của tháng 5 sẽ bằng tồn kho đầu kỳ của tháng 6, đúng không ạ? Tồn kho cuối kỳ của tháng 6 nó đáp ứng nhu cầu. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là ở đây nó đáp ứng đủ nhu cầu, nó không cần đặt hàng nữa. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải quan sát cho tôi những cái biến số này, chứ không phải là chúng ta chạy xong là xong. Nhớ nha. Thì đây là cái bài liên quan đến vấn đề là giới hạn về lô đặt hàng cho phép. Rồi, dừng lại. Có bạn nào thắc mắc về cái trường hợp này không?